GSGo xin được chào các bạn. Có thể nói Sài Gòn là cái nôi sản sinh rất nhiều thương hiệu Việt. Trong những thương hiệu có xuất xứ từ Sài Gòn khét tiếng một thời ấy, có những thương hiệu được tiếp nối sản xuất cho đến bây giờ và có những thương hiệu đã đi vào dĩ vãng. Nhưng dù có như thế nào, thì những dấu ấn thương hiệu cũ, mới vẫn đọng lại với những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Kem đánh răng Hinos. Những năm 1960-1970, có một thương hiệu kem đánh răng không chỉ độc chiếm thị trường miền Nam Việt Nam mà còn vang danh sang tận Hồng Kông và nhiều nước Đông Nam Á. Đó là nhãn hiệu kem đánh răng Hinos của ông Huỳnh Đạo Nghĩa. Ban đầu, Hinos là một cơ sở sản xuất nhỏ, ít danh tiếng của một ông chủ người Mỹ gốc Do Thái, có vợ là người Việt và dự định sẽ làm ăn lâu dài ở Việt Nam. Không may, vợ ông mất sớm nên ông không còn tha thiết chuyện làm ăn. Và trước khi về lại Mỹ, ông đã bán rẻ lại thương hiệu Hinos cho Huỳnh Đạo Nghĩa, vốn là một người làm công được ông tin tưởng. Chỉ trong vòng 10 năm, ông Huỳnh Đạo Nghĩa đã đưa thương hiệu Hinos phát triển nhanh chóng, qua mặt các nhãn hàng quốc nội và thậm chí là ngoại nhập, vốn đã xuất hiện từ trước. Vốn là người có tư duy nhạy bén, am hiểu lối kinh doanh phương Tây. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, ông Nghĩa cũng nghĩ ra nhiều cách để quảng bá sản phẩm và sẵn sàng bỏ ra phân nửa lợi nhuận của hãng chỉ để dành cho việc quảng cáo. Đầu tiên, ông chọn hình ảnh đại diện của Hinos là một người da đen để tạo hiệu ứng thị giác về sự tương phản giữa hàm răng trắng tinh nổi bật trên làn da đen và làm cho người ta dễ dàng ghi nhớ. Hình ảnh đó dần trở nên rất thân thuộc với người Sài Gòn và được gọi với cái tên dân dã là kem anh bảy trà. Về xuất xứ của chữ bảy trà, nhiều người cho rằng thời xưa người Việt hay gọi những người da ngăm đen, người Indo sống ở Sài Gòn là trà và, phiên âm từ chữ Java, tên hòn đảo nổi tiếng của Indonesia. Dần dần sau đó, chữ trà và lại thường dùng để gọi chung người Nam Á. Những người Ấn gặp nhau xong rồi thường chào nhau là bye bye, trong tiếng Hindu có nghĩa là tạm biệt. Từ đó người Việt thường gọi họ là anh bảy trà. Quảng cáo Hinos lúc đầu xuất hiện trên các tấm pano nhấn mạnh sự tương phản giữa trắng và đen. Sau đó hình ảnh đã được thiết kế đa sắc để nó nổi bật lên hẳn so với những biển quảng cáo khác. Hinos cũng trả tiền để họa sĩ vẽ thêm bối cảnh trong truyện tranh trẻ em. Hinos còn có chiêu tiếp thị độc đáo là tặng kèm một tuýp nhỏ cho những người mua thuốc lá với lời quảng cáo, có thể tẩy sạch khói thuốc. Trên báo, tạp chí thì Hinos cũng hiện diện bằng màu quảng cáo sáng tạo, trồng lúa mới có gạo mà ăn, thế mà có người đã phải trồng răng mới có răng mà ăn. Vì không săn sóc răng một cách chu đáo, có người đã bị sâu răng và mất nhiều răng. Với Hinos Phosphate, đánh răng sớm chiều, răng vững bền nhiều. Hinos còn quảng cáo bằng hình thức mà ngày nay người ta gọi là TVC hay là phim quảng cáo, được chiếu trong rạp chiếu bóng trước khi vào phim. Đoạn TVC quảng cáo này của Hinos còn mời được tài tử nổi tiếng bậc nhất Hồng Kông thập niên 1970 là Vương Vũ Đóng. Có lẽ đây là ông tổ của ngành KOL đời đầu tại Việt Nam, dân gian từng được gọi là bán hàng thông qua người nổi tiếng. Số 2. Kem đánh răng Pearlon. Bên cạnh Hinos, có một thương hiệu kem đánh răng quốc nội khác là Pearlon cũng đã cạnh tranh và chiếm ưu thế hơn so với các hãng ngoại nhập. Trong các tấm hình xưa có thể thấy những tấm biển quảng cáo Pearlon chiếm trọn hết mặt tiền của chợ Bến Thành, tòa nhà Viễn Đông tức là ngã tư Lê Lợi Pasteur trong những năm 1960. Tuy nhiên sau đó, trước sức mạnh áp đảo của Hinos thì kem đánh răng Pearlon dần thất thế và cho đến nay không có nhiều thông tin về xuất xứ của thương hiệu này. Chỉ có thông tin ít ỏi là trụ sở của Pearlon nằm trên đường Hồng Bàng ở chợ lớn và kem đánh răng có màu xanh ngọc với hương vị bạc hà rất thơm. Sau năm 1975, các thương hiệu kem đánh răng của nước ngoài không còn kinh doanh. Hai thương hiệu quốc nội là Hinos và Pearlon bị quốc hữu hóa, sáp nhập với nhau để trở thành xí nghiệp kem đánh răng Phong Lan. Đến cuối cùng, dù có tứ quý chặt hai cơ thì rốt cuộc cũng sẽ bị bốn đôi thông hốt trọn mà thôi. Năm 1980, xí nghiệp này lại sáp nhập với các xí nghiệp quốc doanh khác để trở thành xí nghiệp liên hiệp hóa mỹ phẩm. Nhưng đến năm 1990 lại bị giải thể, tách ra như cũ. Trong đó, xí nghiệp kem đánh răng Phong Lan đổi tên thành công ty hóa phẩm PS. Lúc bấy giờ, PS là một trong những nhãn hiệu nổi tiếng và chiếm phần lớn thị phần kem đánh răng tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào năm 1997, khi công ty hóa mỹ phẩm đa quốc gia Unilever vào Việt Nam, thì thương hiệu PS đã bị công ty này thâu tóm cho đến ngày hôm nay. Số 3. Xà bông Coba. Xà bông Coba gắn liền với doanh nhân Trương Văn Bền. Hãng xà bông này ra đời những năm 1940 và tọa lạc trên đường ở Hood de Cambridge, nay là chợ Kim Biên, quận 5. Công ty có tên là Trương Văn Bền và các con.
dầu và xà bông Việt Nam. Nhiều người nói ông Trương Văn Bền sản xuất xà bông Coba từ dừa, nhưng quan trọng là công thức sản xuất của ông tạo nên xà bông có mùi thơm không lẫn lộn với hiệu khác và khiến người ta không cần nhìn, chỉ người mùi đã biết đó là xà bông Coba của hãng Trương Văn Bền. Xưởng của ông ở Chợ Lớn, mỗi tháng sản xuất tới 600 tấn xà bông. Thế nhưng nhiều người cho rằng xà bông Coba để lại ấn tượng lâu bền chính là gương mặt người phụ nữ Việt Nam phúc hậu in trên bao bì. Ngay khi ra đời, loại xà bông thơm đầu tiên của Việt Nam này đã đánh bạt xà bông thơm của Pháp, nhập cảng từ Marseille nhờ phẩm chất tốt, giá thấp và thậm chí còn xuất sang Hương Cảng, qua Châu Phi, Tân Đảo hay Nouvelle-Calédonie và một số nước khác của Châu Phi. Khi đã định hình được tên tuổi sản phẩm và thị trường tiêu dùng, ông Bền đặc biệt chú trọng vào khâu quảng cáo khoách trương thương hiệu. Trong suốt thời gian dài, hầu hết báo chí thời đó đều có đăng mục quảng cáo dùng xà bông xấu mục quần áo và người Việt Nam nên xài xà bông Việt Nam của hãng xà bông Trương Văn Bền. Trong các cuộc triển lãm được mở hàng năm tại các tỉnh và Sài Gòn, bao giờ gian hàng của ông Bền cũng được thiết kế ấn tượng nhất với mô hình một cục xà bông to hơn gian hàng, gây được sự chú ý và tò mò đặc biệt của người xem. Rất có thể ông Bền xà bông và ông Nghĩa kem đánh răng là học chung trường dạy marketing chăng? Chưa dừng lại ở đó, tại các gian hàng còn có bán xà bông gọi là chào hàng với giá rẻ hơn bên ngoài đến 25%. Phải nói rằng người Sài Gòn có ít nhất hai thế hệ đã được tắm gội bằng xà bông Coba. Trước giải phóng, sản phẩm này hầu như không có đối thủ. Và sau ngày giải phóng, hãng xà bông của ông Trương Văn Bền vẫn được giữ lại dưới hình thức công tư hợp doanh, có tên là Nhà máy xà bông Việt Nam. Thậm chí đến trước năm 1995, xà bông Coba vẫn bao trùm cả miền Nam lẫn miền Bắc do thị trường lúc đó chưa có xà bông ngoại lai nào. Nhưng sau năm 1995, mặc dù thương hiệu xà bông Coba được sử dụng lại nhưng không bán được nhiều bởi hơn vài chục năm đứt quãng đủ để một thương hiệu mai một trong tiềm thức người tiêu dùng. Ngày nay, trong nhà tắm của vị chủ tịch nào mà đang sử dụng xà bông Coba thì chỉ có thể đánh giá bằng một từ thôi, đó là chất. Số 4. Cà ri Việt Ấn. Một thương hiệu rất quen thuộc với các bà nội trợ lúc bấy giờ là cà ri Việt Ấn. Ông Châu Tư đã tìm tòi những cây hương liệu quý để sản xuất bột cà ri, ngũ vị hương, bột hồi và sáng lập ra một cơ sở sản xuất gia vị Việt Ấn mang tên là Vianco vào năm 1958. Khởi đầu bằng công thức gia vị cà ri bí truyền được ông đầu bếp Ấn Độ tên Hari, đồng sáng lập Việt Ấn mang đến Sài Gòn, kết hợp với sự am hiểu khẩu vị tiêu dùng của người Việt Nam. Ông Châu Tư và ông Hari đã cân bằng lại công thức mới và cho ra đời sản phẩm cà ri đầu bếp Ấn Độ dành riêng cho người Việt, rất được yêu chuộng và trở thành sản phẩm chủ lực của Việt Ấn. Tiếp tục phát huy và bứt phá thành công trên thị trường, lúc bấy giờ Việt Ấn cũng sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm gia vị khác. Sau năm 1975, xưởng sản xuất có tạm ngưng và bắt đầu hoạt động trở lại vào năm 1985, nhưng gặp phải nhiều khó khăn ban đầu vì thương hiệu bị lãng quên sau một thời gian. Tuy nhiên, sau đó 3 năm, Việt Ấn đã hợp tác liên doanh với công ty China Vico của Úc và thành lập xí nghiệp liên doanh Vianco. Đến hiện tại, sản phẩm cà ri Việt Ấn cũng như các sản phẩm khác của công ty này ngày càng phát triển và đã đạt được nhiều danh hiệu như hàng Việt Nam chất lượng cao hay sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp Việt Nam. Số 5. Vinabico. Vinabico vốn là một doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo, có lịch sử phát triển lâu đời với quy mô lớn đầu tiên tại thị trường miền Nam. So với nhiều thương hiệu có tên tuổi của đất Sài Gòn xưa, Vinabico có thâm niên ngắn hơn vì chỉ mới xây dựng từ năm 1974. Thế nhưng con thiên nga trắng Vinabico vẫn được người ta nhớ đến vì cái tên doanh nghiệp là Việt Nam Bánh Kẹo Công Ty mà ông Trương Hy, người sáng lập, đặt ra như sự khẳng định năng lực sản xuất và chất lượng hàng Việt Nam. Mặc dù sau ngày giải phóng, ông Hy đã bàn giao công ty cho nhà nước vào năm 1978, nhưng cho đến tận năm 1992, Vinabico vẫn là nhà sản xuất chủ lực các sản phẩm bánh kẹo cung cấp cho thị trường cả nước. Năm 1993, Vinabico hợp tác với tập đoàn Kotobuki của Nhật và thành lập công ty liên doanh Vinabico Kotobuki. Chỉ một thời gian ngắn sau, liên doanh Vinabico Kotobuki đã đưa ra thị trường loại snack đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đây chính là loại snack luôn được người tiêu dùng ưa chuộng, với cái tên gọi thân mật là cua xanh và được đưa vào danh sách các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ đó, sản phẩm của Vinabico được đánh giá rất cao về hương vị và chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ISO. Tất cả các sản phẩm của hãng từ snack cua đến bánh quy hay bánh trung thu đều có mặt rộng khắp ở các siêu thị và tạp hóa bình dân. Suốt 8 năm liền từ năm 1998 đến năm 2005, Vinabico luôn nằm trong top 10 ngành bánh kẹo của cuộc bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thế nhưng sau khi cổ phần hóa, do gặp khó khăn trong khâu tiếp nhận công nghệ Nhật cũng như vấn đề nhân lực, nên Vinabico dần bị yếu thế và lu mờ so với các sản phẩm ngoại nhập. Snack World nức tiếng một thời dần vắng bóng trên thị trường bánh kẹo và gần như bị quên lãng. Đến đây thì thật đau lòng khi nhận ra rằng đoạn kết của bộ phim này cũng không biết nên gọi là vui hay buồn. Vào năm 2015, công ty cổ phần Kinh Đô đã tiến hành thâu tóm 51% cổ phần của Vinabico và tiến tới sở hữu toàn bộ số cổ phần của thương hiệu này, sau đó thì chính thức xóa bỏ tư cách pháp nhân độc lập của Vinabico. Sau này, mỗi doanh nghiệp dù có lối đi riêng để tồn tại và phát triển, nhưng giá trị vô hình của hai chữ Việt Nam là điều đáng để nhớ trong xây dựng thương hiệu. Số 6. Niềm kiêu hãnh mang tên Đồng Tâm. Thế hệ những người 50-60 tuổi trở về trước đều biết đến cái tên Đồng Tâm qua viên gạch bông. Những người trẻ về sau lại nghe quen cái tên này qua các sản phẩm xây dựng, gạch, tôn lợp, sơn nước. Đặc biệt nhiều người còn biết đến Bầu Thắng là Võ Quốc Thắng, ông chủ của đội bóng Đồng Tâm Long An nổi tiếng. Ra đời năm 1969 từ một tổ hợp nhỏ sản xuất gạch bông lót nền bởi người sáng lập là ông Võ Thành Lân, đến nay gạch Đồng Tâm đã có hơn 50 tuổi đời. Đề cập đến cái tên Đồng Tâm, ông Võ Quốc Thắng, con trai của ông Lân đã chia sẻ: "Ba tôi giải thích, phàm việc lớn một người không thể làm được mà phải đồng tâm hiệp lực, đồng tâm mới lèo lái con thuyền sự nghiệp đến đích thành công. Tôi muốn lớp kế cận sẽ phát triển thương hiệu lên một tầm vóc mới và tôi luôn dặn dò các con, Đồng Tâm không chỉ là thương hiệu của gia đình mà đó là tài sản chung của nhiều người, toàn bộ cán bộ, nhân viên Đồng Tâm nhiều thế hệ và cao hơn nữa là thương hiệu của quốc gia." Lẫy lừng trước năm 1975, nhưng từ đó đến khoảng năm 1990, Đồng Tâm cũng như nhiều sản phẩm thủ công khác trở nên eo uột. Từ sau năm 1990, ông Võ Quốc Thắng bắt tay gây dựng lại thương hiệu. Đến khoảng năm 1995 thì Đồng Tâm gượng dậy và từ đó vươn lên đứng trong hàng ngũ những thương hiệu có tiếng ở Việt Nam và xuất khẩu đi nhiều nước. Sau những năm 2005, gạch và các sản phẩm của Đồng Tâm chịu chung số phận như các thương hiệu khác khi bị các sản phẩm của Trung Quốc tràn vào theo đường hàng lậu và bán phá giá. Trong lúc khó khăn, đã có lúc tưởng chừng như không gượng lại nổi, nhưng đứng trước cán bộ, nhân viên, chủ tịch Đồng Tâm vẫn quả quyết. Chừng nào nhà ông Thắng còn có cơm ăn thì nhà các bạn cũng có cơm ăn. Hiện tại, Đồng Tâm đã phát triển thành một tập đoàn khai thác cả mảng vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, khu dân cư và cả cảng biển logistics. Vậy nên đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo, đừng thấy láng giềng chơi xấu mà vội hủy keo về quê. Số 7. Bông Bạch Tuyết. Bông Bạch Tuyết là nhãn hiệu lẫy lừng trước năm 1975. Sau này do tình hình đất nước sau chiến tranh mà số phận sản phẩm này cũng ba chìm bảy nổi. Tiền thân của Bông Bạch Tuyết là nhà máy Kobo Vina Bạch Tuyết, được thành lập vào năm 1960, là nhà máy của tư nhân chuyên sản xuất các sản phẩm bông y tế và băng vệ sinh phụ nữ. Đến năm 1975, nhà máy được quốc hữu hóa và sau ngày giải phóng được đổi tên thành Xí nghiệp Quốc doanh Bông Bạch Tuyết. Và những thập niên 90 của thế kỷ trước, nói về bông y tế thì hầu như chỉ có Bông Bạch Tuyết trên thị trường, chiếm tới 90% thị phần. Năm 2004, Bông Bạch Tuyết lần đầu niêm yết trên sàn chứng khoán và cũng kể từ đây Bông Bạch Tuyết rơi vào khủng hoảng, từ một doanh nghiệp thống lĩnh thị phần đã có lúc đối mặt với nguy cơ phá sản bởi xung đột lợi ích giữa các cổ đông, giá nguyên liệu đầu vào không ngừng tăng và năng lực bán hàng không đáp ứng được nhu cầu thực tế trong một thời gian dài. Sau 5 năm lên sàn, tới năm 2009, Bông Bạch Tuyết buộc phải hủy niêm yết. Có nhiều giai đoạn công ty bị mất thanh khoản và tài sản công ty bị phát mãi và đấu giá. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Bông Bạch Tuyết không chỉ đã từng là một sản phẩm có thương hiệu đình đám, mà còn vì sản phẩm có chất lượng cao. Cũng nhờ đó vẫn có đối tác quay lại đặt hàng. Và cũng trong giai đoạn năm 2017, Bông Bạch Tuyết có thêm những cổ đông, nguồn vốn mới. Đặc biệt trong suốt thời gian đại dịch vừa qua, sản phẩm khẩu trang nhãn hiệu Bạch Tuyết vẫn luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của mọi nhà. Số 8. Dầu cù là Mark Fu. Một thương hiệu chứ danh khác ở miền Nam, đó là dầu cù là Mark Fu. Trẻ con miền Nam một thời đều thuộc câu hát Bon bon sicula, bánh bao sữa hột gà, dầu cù là Mark Fu. Dầu cù là Mark Fu được ra đời cùng thời với dầu Khuynh Diệp Bác Sĩ Tín và dầu gió Nhị Thiên Đường. Với kinh nghiệm nhà ba đời làm dầu cù là, thì sản phẩm này khi đó rất được ưa chuộng cũng là lẽ thường tình, bởi công dụng làm giảm các chứng bệnh chóng mặt, nhức đầu, đến nhức mỏi tay chân, bị thương tích chảy máu hay bị côn trùng cắn. Dầu cù là Mark Fu do ông Thông Ông Gian, chồng của bà Mark Fu, người Myanmar sống tại Sài Gòn sáng chế, nhưng lại lấy tên vợ đặt cho thương hiệu của mình. Nịnh vợ giỏi như thế này thì ông quả thực xứng đáng có 10 cô vợ.
Ông coi công thức và kỹ thuật nấu dầu cù là như là điều tuyệt mật quyết định vận mệnh thương hiệu dầu của dòng họ. Vì hiểu rất rõ nguyên lý, nhiều chuyện không biến mất, nó chỉ chuyển từ miệng các ông chồng sang tai các bà vợ, nên ông đã đặt ra luật, chỉ truyền nghề cho con gái trong gia đình, với lý do con trai sẽ khó giữ được bí mật với vợ. Ngưng sản xuất từ năm 1979, những tưởng dầu cù là Mark Fu bị khai tử trên thị trường kể từ đó. Nào ngờ vẫn còn hai phụ nữ hậu duệ đang âm thầm gây dựng lại sự nghiệp của cha ông mình. Họ là chị em bà Lê Kim Nga và Lê Kim Phụng, cháu ngoại của ông Thông Ông Gian, hiện tại đều ở ngưỡng 70 tuổi. Bà Nga nhớ lại những năm 1960, gia đình bà ở Sài Gòn nấu dầu mệt nghỉ mà không đủ bán. Gần trăm công nhân chia nhau làm liên tục 3 ca cho ra 8.000 chai dầu mỗi ngày, mà ngoài cửa các chủ đại lý đứng xếp hàng để chờ phân phối khắp từ Cà Mau ra đến Huế. Dầu cù là với thương hiệu Mark Fu lừng danh đúng như chuyện kể, hồi còn ở Phnom Penh, một hôm bà Mark Fu đi ngang qua một ngôi chùa. Có bà thầy bói ngồi dưới gốc cây bồ đề cổ thụ đang ngoắc tay gọi bà Mark Fu vào và phán. Sau này tên của bà sẽ được nổi tiếng khắp nơi. Nhưng rất tiếc là chẳng ai xin được nick Facebook của bà thầy bói cho cộng đồng mạng có dịp được mở mang tầm mắt. Bà Phụng kể sau một thời gian dầu cù là tưởng chừng thất truyền, vào năm 2013, người chị cả Lê Kim Nga đã quyết tâm tái sản xuất dầu cù là Mark Fu của cha ông để lại với tên gọi mới là Cao Xoa Con Công, bằng đúng công thức và kỹ thuật nấu của ông ngoại mình năm xưa. Hiện tại, Cao Xoa Con Công tuy vẫn được đón nhận từ những khách hàng từng biết đến danh tiếng và chất lượng vượt trội của dầu cù là Mark Fu, nhưng phần lớn khách hàng hiện nay đã không còn biết đến thương hiệu này. Vậy nên hiện tại, hai chị em bà Kim Nga vẫn ngày đêm canh cánh nỗi lo tiền nong. Số 9. Nước khoáng Vĩnh Hảo, thương hiệu Việt gần trăm tuổi. Cho đến nay, nước khoáng Vĩnh Hảo có lẽ là thương hiệu Việt hiếm có với hơn 90 năm phát triển không ngừng. Tương truyền tại vùng Panduranga, nay thuộc Phan Rang Phan Rí, tỉnh Bình Thuận, có dòng suối thánh được người Chiêm Thành xưa gọi là Emu, chỉ được dùng trong những cuộc tế lễ thần linh hoặc trị bệnh. Đầu thế kỷ thứ 14, khi Huyền Trân công chúa và vua Chế Mân của Chiêm Thành đang đi ngao du sơn thủy, tình cờ dừng chân bên dòng suối Emu. Huyền Trân sau khi biết được tác dụng quý giá của nguồn nước linh thiêng này đã đặt tên cho nó là Vĩnh Hảo, với ý nghĩa là đời đời tốt đẹp, như một sự công nhận và trân trọng loại nước quý. Khi đến Việt Nam vào thế kỷ thứ 19, người Pháp cũng phát hiện ra nguồn nước khoáng thiên nhiên này và ưu ái đặt tên là Vichy của Đông Dương, với ngụ ý so sánh chất lượng của Vĩnh Hảo tốt tương đương với nguồn nước khoáng Vichy nổi tiếng của Pháp. Từ đó, nước khoáng Vichy Vĩnh Hảo đã được người Pháp đóng chai tại nguồn và xuất khẩu khắp thế giới, trở thành sản phẩm chứ danh khắp Đông Dương. Thời gian đó, Vĩnh Hảo sớm trở thành thương hiệu nước khoáng chiếm thị phần lớn tại thị trường Việt Nam. Trước năm 1975, Vĩnh Hảo được chính quyền miền Nam cho lưu hành ở các bệnh viện và cửa hàng thuốc tây của cả nước. Không dừng ở đó, nước khoáng Vĩnh Hảo còn xuất khẩu đi thị trường các nước khó tính như Mỹ, Úc, Canada và trở thành một trong những thương hiệu Việt Nam đầu tiên vươn ra thế giới. Suốt hơn 90 năm phát triển, cho đến nay, dù trên thị trường xuất hiện nhiều loại đồ uống khác nhau, tuy nhiên nước khoáng Vĩnh Hảo vẫn có một lối đi riêng và giữ được thương hiệu Việt. Và cuối cùng là số 10, hiệu giày Long Thành. Sài Gòn, nơi đất lành chim đậu, dân tứ xứ đổ về mang theo ý chí lập nghiệp và làm nảy nòi những thương hiệu cha truyền con nối. Những người sống ở khu vực Chợ Lớn rất quen với hiệu giày Long Thành đã có trên 50 năm. Ngày xưa, ông Trần Văn Sái rời Hà Nam di cư vào Sài Gòn làm nghề sửa xe. Tình cờ ông gặp người anh con bác ruột làm nghề thợ giày nên theo học. Còn nếu ngày mai bạn không còn nhìn thấy anh sửa xe đầu hẻm nữa thì chắc chắn anh ta đã đi học làm giày sau khi xem video này. Chính thức thành lập từ năm 1957, cơ sở giày dép Gia Long Thành đã trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành. Và 65 năm trôi qua nhưng giày dép Gia Long Thành vẫn được người tiêu dùng trên toàn quốc tin tưởng với chất lượng sản phẩm của mình. Thương sự khó nhọc của chồng, về sau cụ bà Bùi Thị Thơ đã cùng các con chung tay bồi đắp cho cơ sở giày dép Gia Long Thành ngày càng phát triển. Người lo sản xuất, người kinh doanh, tất cả là một khối đoàn kết thống nhất đã tạo thành guồng máy hoạt động nhịp nhàng và đưa giày dép Gia Long Thành trở thành một thương hiệu vững mạnh. Sau khi tiếp quản sự nghiệp từ cha mẹ, ông Thành đã lập tức đăng ký nhãn hiệu độc quyền không những cho thương hiệu giày dép Gia Long Thành mà còn là Long Thanh, Long Thành, Long Thạnh, Song Thành nhằm bảo vệ thương hiệu. Để phát triển thương hiệu, ông Thành cũng liên tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ trên cả nước chứ không bó hẹp trong thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian dài hoạt động, giày dép Gia Long Thành đã đạt được rất nhiều giải thưởng, danh hiệu và uy tín đã được kiểm chứng, đặc biệt là danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn trong 12 năm liên tiếp kể từ năm 2000. Tuy nhiên, việc cạnh tranh với các thương hiệu ngoại nhập như Adidas hay Nike vẫn là điều quá khó khăn đối với giày dép Gia Long Thành.
Theo nghiên cứu gần đây của các nhà thổ địa học, một số thương hiệu khác cũng làm điên đảo giới trẻ hiện nay. Đó chính là thương hiệu của cô hủ tiếu với lát thịt chứ danh mỏng hơn cơ hội có gấu của các thanh niên FA, hay thương hiệu con nhà người ta vẫn luôn ngấm ngầm gây áp lực tàn phá tình thân biết bao nhiêu thế hệ trẻ trong các gia đình người Việt. Tuy nhiên, vì chưa có nghiên cứu xác đáng nên GSGO xin phép chưa đề cập ở đây. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GSGO. Trên màn hình là một số video hay hoặc khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.